Tôi giới thiệu với các bạn về cái máy POS tính tiền mà cảm ứng của G-Shock. Có một số người nói với tôi rằng là tại sao cái máy POS của G-Shock lại đắt hơn so với một số cái phần mềm nổi tiếng trên thị trường. Vì những cái máy POS phần mềm nổi tiếng trên thị trường thì có giá vài ba triệu, và thậm chí có nơi còn mua phần mềm thành cái máy POS. Thì tôi cũng chia sẻ một vài điểm về cái máy POS mà là cảm ứng của G-Shock. Cái thứ nhất là cái máy POS này là hàng chính hãng của hãng Sanger. Cái thứ hai là về mặt cấu hình của cái máy POS này. Máy POS của G-Shock sử dụng hệ điều hành Windows. Vì sử dụng hệ điều hành Windows cho nên có thể cài được Word, Excel và các phần mềm phổ biến của Windows. Cái tiếp theo nữa đó là cái cấu hình của máy. Thì máy của G-Shock thì sử dụng là con chip là Core i5 hoặc là Core i3. RAM thì từ 4GB cho đến 8GB, cho nên là máy rất là nhanh, rất là ổn định. Còn các cái máy mà giá rẻ trên thị trường thì phần lớn có cấu hình thấp, thông thường chỉ sử dụng RAM 2GB, đĩa cứng đâu đó 16GB hoặc là 32GB. Trong khi đó cái ổ cứng của G-Shock là sử dụng cái ổ cứng SSD 240GB, hoặc là cấu hình thấp hơn là 128GB. Máy POS mà bán hàng cảm ứng mà giá rẻ thì sử dụng cái hệ điều hành Android, cho nên là chắc chắn là các bạn sẽ không sử dụng được Word, Excel. Dĩ nhiên những cái dòng máy đó thì phần lớn là những dòng máy OEM, tức là người Việt mình qua Trung Quốc thuê và thực hiện theo cái nhu cầu với một cái mức giá rất là rẻ. Và đây là cái máy POS của G-Shock mà tôi triển khai cho một cái quán pizza, máy POS, menu và cái main bếp rất là xa ở bên kia.